Mọi người ơi, mọi người ơi, hơn 30 nồi bánh chưng rồi em mới thấy cái chậu đẹp xịn sò như vậy luôn. Chậu gốm giả cổ men xanh vừa cập bến vườn Sài Gòn tại 171 Nguyễn Văn Khối, phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Thiết kế chậu tinh xảo với nhiều kích thước hình dáng hoa văn, với màu sắc chủ đạo là màu xanh ngọc. Ai chà, có chậu tròn này, lục giác, oval, hột xoài, đủ thứ hình dáng luôn. Chất liệu của chậu được làm bằng đất cao lanh nung tráng men xanh, rất là mịn đẹp. Chậu gốm giả cổ men xanh được các nghệ nhân làm nên bởi đôi bàn tay tài hoa. Chính vì thế khi hoàn thiện sản phẩm có giá trị rất cao. Những đường nét không chỉ sắc sảo mà còn vô cùng tinh tế. Tuy nhiên ngày nay để sở hữu một chiếc chậu giả cổ men xanh nghệ thuật như thế này tại vườn Sài Gòn thì giá cũng không đắt đâu mọi người. Em có để giá ở trong link của website vườnsaigon.vn ở dưới đây. Lát nữa mọi người click vô cái đường link là thấy được kích thước và giá của từng chậu luôn. Thiết kế chậu là sự kết hợp giữa hoa văn cổ xưa và màu xanh ngọc hiện đại tao nhã. Chậu được nung ở nhiệt độ cao nên rất bền màu và rắn chắc, khó sức mẻ khi va chạm mạnh. Chậu đặc biệt được dùng để trồng các loại cây cảnh trang trí cho những ngôi nhà cổ kính hoặc làm tăng sự sang trọng cho những ngôi nhà hiện đại, văn phòng, đại sảnh. Trồng một cái cây kiểng trong chậu gốm giả cổ men xanh đặt tại đại sảnh khách sạn hay phòng khách hay văn phòng thì sang phải biết luôn. Nhìn những chiếc chậu này tự nhiên em nhớ về ngôi nhà cũ của ông bà ngoại, nơi có những chậu mai bonsai trồng trong những chiếc chậu men cổ cũ kỹ. Chậu gốm giả cổ men xanh góp phần làm tôn lên sự trịnh trọng, lòng mến khách, sự vương giả, đặc biệt là khi phối hợp với các loại cây như phát tài, kim ngân, vạn niên thanh, còn mang ý nghĩa phong thủy là giúp thu hút thêm tài lộc và thịnh vượng nữa đó các bạn. Một bộ sản phẩm của chậu gốm giả cổ men xanh thường có 3 cỡ lớn, trung, nhỏ. Khách đến mua thì thường là họ sẽ mua theo từng cặp. Nhưng mà nếu khách mua lẻ từng chậu thì ở vườn Sài Gòn của em cũng đáp ứng luôn. Dưới bàn tay khéo léo của các nghệ nhân đã biến những khối đất sét thô thành những sản phẩm gốm sứ tuyệt mỹ. Sản phẩm này hiện đang rất được yêu thích trên thị trường. Không chỉ được sử dụng để trồng các loại cây cảnh mà chậu gốm sứ này còn mang nét cổ kính, trang nhã, giúp cho không gian thêm phần sang trọng, hoàng gia. Bên cạnh đó, chậu cây cũng có độ cao và độ rộng vừa phải, nên hoàn toàn có thể phù hợp cả với những loại cây cảnh sở hữu bộ rễ vừa và bộ rễ nông. Thêm nữa, sản phẩm được làm từ những chất liệu cao cấp nên bề mặt đẹp, sắc sảo, mang đặc trưng riêng. Cũng nhờ điều này mà sản phẩm có độ bền lâu với thời gian. Và còn gì bằng nếu bạn sở hữu một cây hoa hồng cổ trồng trong chiếc chậu giả cổ men xanh như thế này và đặt giữa sân nhà thì quá là xịn sò luôn. Nếu mà các bạn ở trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì có thể đến tham quan để lựa chọn một chiếc chậu tại 171 Nguyễn Văn Khối, phường 8, quận Gò Vấp, hoặc là các bạn có thể gọi vào số hotline 0909 123409 để được tư vấn thêm về cỡ chậu, hình dáng chậu cho phù hợp với cây trồng ở nhà mình. Và bên em có dịch vụ ship hàng online, giao hàng tận nơi cho mình luôn. Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo nhé.